Hello, xin chào toàn thể các bác và anh em nhá. Vâng, lại đến với clip test những chiếc cục đẩy để gửi đi cho khách hàng. Báo cáo các bác, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên video để test những chiếc cục đẩy 4 kênh nguồn xung. Tất cả những chiếc cục đẩy này thì đã có địa chỉ và có các bác sẽ chuẩn bị nhận về tay. Và từ các bác, ngày hôm nay em sẽ test cho các bác cùng nghe, cũng test cho các bác chiếc đẩy hoạt động hoàn hảo và sẽ gửi đi cho các bác anh em ở trên toàn quốc các bác nhé. Ngày hôm nay thì buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ gửi đi 3 chiếc cho hai bác khách hàng, một bác lấy 2 chiếc và một bác lấy 1 chiếc đó nhá. Với dòng đẩy này thì em làm video trên kênh rất là nhiều rồi, và ngày hôm nay thì các bác thân mến, em xin giới thiệu các bác là em sẽ test trực tiếp từ chiếc điện thoại và không qua thiết bị hỗ trợ, và em đưa thẳng vào cục đẩy, chia ra làm 4 kênh và đánh với 4 loa 40 luôn các bác nhé. Đánh với loa 4 loa 40, bass 40. Đó. Và công suất thực tế của chiếc đẩy nguồn xung IKEA T4.8 mà em vẫn bán cho các bác trên thị trường hiện tại ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu các bác, thì đó là công suất thực tế của nó là 800W một kênh ở trở kháng 8 ohm. Các bác có thể phê pha đánh các dòng loa 40, 30, 40, full đơn, full đôi cũng được các bác nhé. Đấy, nó là nguồn xung như là rất hoạt động rất là bền bỉ và khỏe, máy rất tốt các bác nhé. Dòng này thì nhiều anh em chơi rồi, và cũng tất cả các bác khách hàng mà đã mua thì sẽ có hình ảnh trực tiếp qua Zalo rồi các bác nhé. Và trên kênh em cũng có làm review chi tiết những dòng đẩy này rồi. Các bác có nhu cầu thì hãy alo cho em qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo 0936019001. Em sẽ có cái hình ảnh chi tiết và gửi qua Zalo cho các bác. Bởi vì làm video nó rất mất nhiều thời gian, mở ra máy ra rồi làm cũng rất nhiều thời gian, và cũng như quay đi quay lại cũng mất nhiều thời gian lắm các bác. Ở đây chỉ test cho các bác thôi, và đây là số điện thoại của em, các bác nhớ chụp lại biển và để tiện liên hệ với em không phải giới thiệu lại nhiều nữa các bác nhé. Ngày hôm nay thì có 3 chiếc, thì đó là 2 chiếc em sẽ gửi cho anh Võ Văn Khâm, ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đó nhá. Em thì được bác khách hàng nhắn tin lại với địa chỉ như vậy, còn có chính xác đến như nào thôi cái việc của các bác, và cứ đúng địa chỉ gửi đến được là ok rồi. Các bác đã cọc tiền em thì tất nhiên là sẽ hàng đến nơi các bác nhá. Còn anh Nguyễn Văn anh Võ Văn Khâm thì sẽ nhận được 2 chiếc đẩy ngày hôm nay 4.8 em sẽ gửi cho bác ngày hôm nay các bác nhá. Với mức giá khoảng tầm trên 6 triệu đồng một chút thôi mà các bác được một con đẩy 4 kênh đánh chơi gia đình hoặc là sự kiện nhỏ nhỏ hoặc làm kẹo kéo cũng được. Các sự kiện lớn thì không nói các bác nhé. 800W thực các bác có thể đánh rất tốt những cặp xúc đơn 40, 50 và những cặp full 30 đôi hoặc là 40 đôi côn 16 các bác nhé. Đánh rất là ok và đánh rất là bền bỉ, máy được bảo hành khá là dài các bác nhé. Còn dài bao nhiêu thì các bác cứ mua, các bác nào đang dùng của em rồi thì các bác biết. Bảo hành không phải bảo hành bằng mồm mà cũng không cần tem dán luôn các bác nhé. Không phải bảo hành bằng trách nhiệm, đã có trách nhiệm thì không cần phải cái tem, cái tem không thể hiện được cái gì cả đó. Tất nhiên là các bác, nếu như các bác nào mà đã cố tình thì nó khó, nói ít thôi thì dễ hiểu. Còn chiếc thứ ba thì 2 chiếc đã gửi đi cho một bác, vào chiếc thứ ba thì sẽ được gửi cho anh Vũ Văn Mười, xóm 2, xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định đó nhá. Đó thì đây là những sản phẩm mà em sẽ gửi cho các bác, và em sẽ test nó chạy hoàn hảo, và bây giờ thì mời các bác sẽ test cùng em từng kênh một. Đó, em sẽ test cả 3 chiếc, sẽ mất hơi thời gian một chút các bác nhé. Đây em sẽ quay trực tiếp đây, điện thoại em đang chạy nhạc đây này. Đây sẽ mở. Chiếc thứ nhất rồi, em sẽ test chiếc thứ hai, sẽ từng chiếc một các bác nhé, bởi vì là nó sẽ mất thời gian lắm nên là, nhưng mà đã gửi cho các bác thì bắt buộc phải test, bởi vì là các bác cũng phải biết được sản phẩm của mình là có chạy hay có chạy được hay không, hay là gửi cho các bác cục sắt vụn các bác nhé. Đấy này, em cứ nói thẳng như thế anh em cho dễ. Đấy, trước khi Hà gửi hàng thì cũng phải test đó, chứ không phải là nói đánh trống bỏ dùi đâu các bác.
Đây là em chạy trực tiếp bằng điện thoại, không qua thiết bị khuếch đại. Đấy, ví dụ như vang, vang nó cũng là một thiết bị khuếch đại nữa, và nó lọc nữa thì nó sẽ mạnh hơn nữa và nghe nó sẽ sướng hơn nữa các bác nhé. Còn đây là cứ chạy thô thôi cho các bác cùng 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 xem và cùng đó, thấy không? Đang để chế độ Paraneo các bác nhé. Ở đây nó có chế độ Paraneo này, phải gạt lên xịt tia này các bác. Không chú ý là nó sẽ bị nhầm lẫn như thế các bác nhé. Đấy. Khi mà chúng ta sử dụng là phải chú ý gạt sang nút xịt tia. Đó, tất cả đều gạt sang nút xịt tia. Không có Paraneo là nó sẽ bị nhiễu tín hiệu. Các bác thân mến nha, chiếc này thì rất nhiều bác đang chơi rồi, trông thì nó nhỏ gọn như này thôi, nếu như mà đặt vào trong kệ trần nhà các bác thì nó rất là gọn, nó chưa đến 40 phân chiều sâu đâu, nhưng mà đặt ở trong kệ trong tủ nó rất vừa vặn, mà chiều ngang chiều sâu nó cũng vậy, nhưng công suất của nó thì cũng rất lực và rất mạnh, tiếng rất sáng và sạch nhá, khỏe sáng và sạch. Đây là thì một chiếc cuối cùng nữa là sẽ chiếc này sẽ của bác Nam Định. Đó. Cảm ơn các bác đã chú ý quan tâm đến sản phẩm của kênh Hùng DVL, cũng như là các bác đã ủng hộ những sản phẩm bên em. Cố gắng em sẽ phục vụ các bác tốt hơn nữa, vì thời gian nó cũng không có nhiều để làm như thế này, mỗi một ngày mà lắm 7-10 cái, chục chiếc mà test như này thì cũng hết ngày ấy các bác ạ. Nhưng mà có những chiếc thì anh em xem kỹ rồi, mà anh em biết rồi thì không phải test nữa, còn bác nào chưa biết thì em sẽ test lên cho các bác xem. Ngày hôm nay thì sẽ còn những bộ loa karaoke nữa, nhưng mà không biết có đủ thời gian để test cùng các bác không. Đó, trước mắt thì em sẽ test những chiếc cổ đấy. Cái nút này này các bác này, khi mà vận chuyển thì nó sẽ anh em sẽ nó sẽ có sự va chạm mà nó sẽ ấn sâu như này nè, các bác vặn đôi khi nó sẽ cọ, nó cọ vào đây này, thì cái này này các bác này, nó có một cái đoạn là chân trống nhỏ nhỏ này, đấy nó là đoạn cách này, thì các bác khi lắp cái nút vào đây các bác đừng cắm ngập cái này vào, đúng không? Cắm đủ tới thôi, tới cái lỗ của nó thôi. Đó, thì vặn thoải mái, nó không cọ. Thì các bác mà gắn sâu quá là nó sẽ bị cọ đó nhá. Đấy, gắn sâu quá nó tụt vào trong. Thì cái chỗ đoạn to nó sẽ cọ vào cái lỗ này. Đấy, các bác vặn nó sẽ thấy nó cọ cọ. Đấy, còn đúng ra là nó không sâu như thế đâu. Nó chỉ cắm vừa hết cái chân của nó vào đến cái đoạn âm này thôi. Đó, các bác nhá. Đó. Em sẽ test đã hoàn hảo hết và nó chạy rất là tốt, và tiếng của dòng này rất là sáng, đặc biệt là hát karaoke hoặc nghe nhạc thì rất là êm, các bác rất khỏe các bác. Đấy, nhất nhiều mà ngày hôm nay thì cũng hết rồi các bác nhé, không còn nữa đâu. Cái lô DMX hôm trước cũng chỉ còn có một chiếc này thôi, không còn nữa các bác. Đó. Ngày hôm nay thì tất cả những đẩy chiếc đẩy nguồn xung này thì cũng đã hết rồi, bác nào hỏi thì sẽ không còn nữa các bác nhé, chứ các bác lại phải chờ thôi chứ không có nữa đâu. Bởi vì có nhiều bác hỏi, nhưng hỏi để đấy thôi, thì em cũng nói thật các bác là bây giờ các bác hỏi, các bác chốt nhưng các bác không thể phản hồi lại thì em sẽ bán thôi. Đấy, cái việc của các bác, còn đâu là các bác nào mà chốt đã có trách nhiệm, ví dụ 200 ngàn, 100 ngàn các bác cọc, có thể là các bác 5 bữa nửa tháng, 1 tuần các bác có thể là chưa có đủ tiền bác gom bác lấy cũng được, không sao, em sẽ giữ lại hàng. Còn mà bác nào mà
chốt kiểu áng áng thôi, để còn đu đưa đi siêu thị nữa, đi chợ nữa, thì các bác thông cảm là em cũng sẽ không giữ lại sản phẩm và sẽ bán hết. Các bác quan sát thấy rằng là hôm trước một lô Akai và DMX và tới những chiếc mùa xung này, thật các bác là nó rất là vừa vặn với giá tiền, phù hợp với anh em chơi gia đình, rất là vừa vặn bình dân em nhập về được. Thì cũng chia sẻ với các bác ngày hôm nay là cũng hết rồi các bác nhá. Chỉ còn những dòng đẩy Mỹ, những dòng đẩy châu Âu thì các bác còn nhiều, bác còn khó khăn, còn chưa đủ điều kiện thì vẫn còn có đây để dành cho các bác đây. Đấy, rất là nhiều các bác nhá. Đến với em thì hoàn toàn các bác yên tâm thôi, tiền nào thì các bác chơi của đó, chứ không bàn tính đến cái vấn đề gọi là hơn thua các bác nhá. Có bác có điều kiện tốt thì sẽ chơi những cái hàng đắt tiền tốt mà hàng chất lượng. Thế còn những bác nào còn nhiều bác cũng còn vẫn còn chưa có điều kiện, chứ không phải ai cũng giống ai. Đấy, có nhiều bác thì rất là thông cảm vì những cái chia sẻ em chia sẻ các bác cũng rất thông cảm, nhưng có những bác không thông cảm, nghĩ là mình lúc nào mình là người có tiền. Đấy, mình là người đẳng cấp chơi lắm, nhưng mà thưa các bác là trong âm thanh này có đến ông nào ấy, ông cụ nào, ông thánh nào ấy cũng chưa chơi hết được các bác ạ. Không đủ tiền để chơi hết được, em muốn nói thẳng là không thể đủ tiền để chơi được hết các loại thiết bị âm thanh, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, từ hiện đại cho đến cổ điển các bác ạ. Không ông nào đủ tuổi mà cũng chưa ông nào đủ, chưa ông nào thọ được đủ tuổi để chơi hết các loại thiết bị, mà cũng chưa ông nào đủ điều kiện kinh tế để chơi được hết các loại thiết bị hiện tại ở Việt Nam. Chưa ông nào đủ điều kiện để chơi được tất cả các loại thiết bị âm thanh từ cổ đến kim các bác nhé. Đấy, cho nên em nói các bác đừng tự ái. Đấy, nhiều bác ấy, điều kiện kinh tế có đến đâu hoặc nhu cầu của mình chơi đến đâu chơi đến đấy thôi, chứ còn các bác lại bảo là có nhiều bác lại comment lại bảo là tôi thế loại thôi kia, các bác ơi, cái đấy để ngoài tai các bác nhé. Đấy, vấn đề đấy không được tranh luận ở đây, còn hay hay không chơi như nào là một việc của các bác, gu của các bác. Rất nhiều người bán mà cũng rất nhiều người mua, nên anh em phải tham gia góp ý với nhau. Đấy, tìm được những sản phẩm như ý của mình nhất thì mới là hay. Đấy, chứ không phải là chơi theo cái kiểu thể hiện đâu các bác nhé. Riêng về âm thanh thì đừng bao giờ thể hiện, bởi vì nó chưa bao giờ dừng ở một cái phân khúc nào, mà nó cũng chưa bao giờ dừng ở một cái điểm nào cả. Bởi vì là công nghệ càng ngày nó càng tiến hóa lên, đấy, con người già đi và cũ kỹ đi, lạc hậu đi, chứ còn công nghệ càng ngày nó càng tiến hóa lên các bác nhá, nó càng hiện đại lên, càng hiện đại thì nó phải càng hay, nó phải càng tốt đấy, chứ không thể là nó không thể bằng những cái cổ điển được. Nói vậy thôi, như những ông cụ ngày xưa 8-90, năm nay 8-90 tuổi rồi, độ minh mẫn không thể nào bằng những anh chàng mà bây giờ đang đại học thư sinh được các bác nhé, ở thời hiện đại được, nói gì thì nói, trí thông minh và trí tuệ thì nó không thể vượt qua được. Mặc dù là kinh nghiệm cuộc sống hoặc là mọi thứ vấn đề khác, tuổi già thì nó sẽ hơn, nhưng còn những cái thứ khác phía sau là hiện đại hơn thì không thể bằng được, không thể so sánh được các bác nhé. À, nó rất là khập khiễng ở chỗ đấy, cho nên là anh em ra không nên suy đấy. À, chơi tầm nào thì chơi tầm đó. Vâng, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video và chào tạm biệt các bác. Có gì không phải thì các bác cũng cứ like và đóng góp ý kiến cho em rút kinh nghiệm. Vâng, xin chào tạm biệt các bác.